Các bạn thân mến, hiện tại mình đang ở cảng quốc tế Tuần Châu ha. Và trước mặt mình đây này, mình đang thấy có, đây là hãng hàng không Thủy Phi Cơ này. Máy bay bay trên mặt nước, vừa có thể đi trên nước và vừa có thể là bay trên không để ngắm vịnh Hạ Long các bạn ạ. Thủy Phi Cơ nhìn rất đẹp luôn. Mỗi lần đăng ký bay này cũng mất khá là nhiều tiền, và tour của nó kéo dài trong vòng ít nhất là 15 phút và cũng có thể là 30-40 phút tùy từng gói combo mà khách hàng lựa chọn. Mình vừa thấy có một cái chuyến mà khách vừa có đặt bay, không biết là nó đã cất cánh chưa. Tí nữa mình sang bên kia xem, chắc là nó cũng gần như sắp cất cánh. Thủy Phi Cơ này, Thủy Phi Cơ này là một cái loại hình dịch vụ rất là mới, ở cũng khá là lâu rồi ở Hạ Long. Đây là một con thuyền này, nó đã bắt đầu cất cánh rồi các bạn ạ. Kìa, tiếng nó gầm kinh. Wow, một đường bay riêng. Tour trải nghiệm rất hay luôn của Hạ Long. Thủy Phi Cơ dành cho những vị khách rất là nhiều tiền có thể đặt những trải nghiệm như thế này. Nhưng mà mình nhớ là năm ngoái hình như là có một vụ tai nạn thì đấy các bạn ạ. Thì cả nhà đặt cái Thủy Phi Cơ này, sau đó thì bị rơi máy bay. Không biết là vụ đó bảo hiểm họ thanh toán như thế nào, nhưng mà thật sự là không ai muốn cái việc sự cố xảy ra. Nhưng mà trên bất kỳ cái phương tiện nào thì cũng đều có rủi ro về sự an toàn, nên là cũng rất là khó để nói về việc